Kính chào quý vị khán giả của chương trình Đặc sản miền sông nước. Quý vị thân mến, có những khán giả tâm sự với chương trình như thế này là chỉ khi mà xa quê mới cảm nhận được cái nỗi nhớ quê nó lớn tới chừng nào. Nhớ từng khung cảnh, từng kỷ niệm, nhớ tới những cái điều nhỏ nhặt nhất bằng tất cả sự yêu thương. Nhớ cái mùi rơm rạ ngoài đồng nè, nhớ những con đường quê mà mỗi khi mưa xuống là sình lầy trơn trượt. Nhớ những cái bữa nghỉ học theo cha theo anh đi lùa dịch, đi chăn trâu chăn bò, rồi đi ra vườn hái rau hái trái đem về cho má nấu canh chua. Tô canh chua má nấu từ con cá con tép dưới sông, từ mớ rau dại hái đằng sau mấy mương nhà đó. Chỉ nhiêu đó thôi nha, thêm chút ớt sắc vô nữa nè, thêm ngò gai rồi tầng dày lá sắc nhuyễn vô để làm dậy lên cái mùi thơm làm quyến luyến bụng dạ của biết bao nhiêu người. Con người ta có thể đi bất kỳ đâu, có thể trải nghiệm rất nhiều điều mới lạ ở những phương trời xa xôi nào đó. Nhưng chỉ có một quê hương để thương nhớ và để trở về. Ở nơi quê nhà xa lắc đó, chúng ta sẽ được hòa mình vô khung cảnh xanh mát cùng nhịp sống bình yên gần gũi với thiên nhiên ở quanh mình. Người miền Tây vẫn thường nói giỡn với nhau rằng gì chứ ở cái xứ này không lo bị đói, cứ chịu cực chút, chịu làm lụng mần ăn, chịu khó dành dụm thì khá lên mấy hồi. Thiệt vậy, người dân quê mình chịu thương chịu khó lắm, cứ luôn chân luôn tay ở ngoài đồng, ngoài ruộng, lại còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để nuôi con gà, bầy dịch, rồi xách đồ nghề ra sông cắm câu, thả lưới, kiếm thêm con cá con tép, cải thiện bữa ăn gia đình. Những nhà nào ở cặp mé sông thì tận dụng để dựng thêm cái gió, chất mấy nhánh chà, quay mấy cái giớn, dựng lên cái đáy. Để lâu lâu dở lên là quá chừng tôm cá, vừa ăn, vừa bán, vừa cho bà con dòng họ lấy thảo. Cuộc sống nhà quê cứ trôi qua như vậy đó, thiệt là thông dong, thiệt là êm đềm, không vội vã. Có cá, có tép rồi thì không thể thiếu những loại rau để nấu chung đâu nghen. Rau dường thì nhiều lắm, mà rau dại thì lại càng phong phú và ngon lành hơn bao giờ hết. Sở dĩ người miền Tây thích ăn rau dại vì nó sống cùng mưa nắng của đất trời thiên nhiên, nên lành, sạch và có mùi vị đa dạng hơn rất nhiều. Rau cải trời thì nấu canh với hến, chả cá thác lát, hay nấu chung cá lóc đồng là ngọt mát khỏi chê. Rau đắng đất, đắng biển nấu canh với cá rô hay nhúng chung cháo cá lóc thì giúp thanh nhiệt cơ thể rất tốt. Rau bình bát, nhãn lồng thì nấu tạp tàn với tép, hay đơn giản chỉ luộc lên, chấm chao hay nước tương thôi cũng ngon lành, hao cơm. Mà đặc biệt, rau dại miền Tây đem nấu canh chua là ngon đúng điệu luôn đó nghen. Kéo lên mớ bông súng thì đem nấu canh chua với tôm lóng, nấu canh chua cá rô với trái giác, chấm chung nước mắm ớt hay muối ớt gì cũng hợp. Rau muống đỏ thì mọc tràn ở ngoài mương, ngoài kinh, hải dồ nấu canh chua tép, canh chua cá, nêm nhiều rau thơm và ớt sắc là dậy lên mùi thơm làm quyến luyến bụng dạ con người. Rồi còn nhiều, nhiều lắm, như là canh chua rau tai tượng, canh chua đọt chọi với cá đồng, canh chua rau nhút, canh chua thịt vịt nấu với trái đậu rồng, canh chua lá giang nấu cá kèo hay thịt gà, canh chua cá linh nấu chung bông sô đũa hay bông điên điển. Ta nói quá chừng những món canh chua ngon từ những thứ rau dại, tuy quê mùa mà đậm vị miền Tây và ai ăn cũng nhớ. Những món ăn ở quê mình đó quý vị, bà con mình hay gọi chung là món ăn quê. Món ăn quê được nấu lên từ con cá đồng, con tép sông hay là mớ rau hái ở ngoài bờ rào mương nước vậy đó. Nhưng mà dưới cái sự khéo léo của những người nội trợ thì nó lại khoác lên mình một cái màu rất là đẹp mắt, như là cái màu nâu sóng sánh của nước kho nè, hay là các loại rau trái củ với cái màu hài hòa đẹp mắt, và đặc biệt là còn có mùi thơm đặc trưng nữa. Mùi thơm của những món ăn này được tạo nên một phần là do sự khéo léo nấu nướng, một phần là do những loại rau tạo mùi thơm như là rau quế nè, rau tầng dày lá hay là rau ngò gai,
Mỗi một loại rau tạo mùi thơm như vậy sẽ kể một câu chuyện rất riêng về món ăn đó. Phải công nhận rằng những món ăn quê tuy chỉ đơn giản là những nguyên liệu bình dân và quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, chứ không có cao sang gì đâu. Nhưng bà mẹ quê đã khéo léo tạo cho nó vị ngon đi vào lòng người, tô điểm thêm những sắc màu đẹp đẽ và còn đưa thêm mùi thơm vào những món ăn để thêm phần ngon lành, hấp dẫn cũng như kích thích vị giác của người ăn. Những món xôi, món chè của bà mẹ quê luôn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhiều người. Một phần cũng từ cái mùi thơm dịu nhẹ của lá dứa. Một nắm lá dứa bỏ vô nồi nước đường, nước cốt dừa hay trong nồi nước hấp là đủ dương mùi nhớ. Nồi canh chua của nội cũng được nêm nắm rau quê như ngò gai, tận dày lá, rau ôm. Chỉ vậy thôi mà mùi thơm bay xa khắp ngoài đường ngoài ngõ, để ai đi qua là cũng phải hít hà. Rồi những món gỏi chua ngọt đậm đà, phong vị phương Nam cũng dậy lên mùi thơm hấp dẫn nhờ vào sự góp mặt của mấy cọng rau răm, rau húng lủi trộn chung các nguyên liệu đặc trưng của miền sông nước. Ở các nếp nhà quê, bà con vẫn thường có thói quen trồng một số loại rau lá để sẵn tiện nấu ăn thường ngày, và nhất định phải có mấy thứ rau tạo mùi thơm. Bụi lá dứa xanh tốt nằm ở mé bờ mương, mấy gốc rau quế trồng ở bên sàn nước, rồi còn có mấy bụi ngò gai non mướt hay mấy gốc tần dày lá tỏa ra mùi thơm dịu dàng. Đám rau răm lá nhọn nằm nép mình ở một góc giường. Chỉ là những thứ rau bình thường, những hình ảnh hết sức chân quê nhưng đủ sức khiến lòng người dạt dào rung động. Cứ về miền Tây, người ta sẽ rất dễ mê cái màu xanh ở vùng đất này. Xanh lúa, xanh cây và xanh xanh màu rau lá trên những rẫy rau mà người nông dân ngày đêm chăm tưới. Ở nơi đó, những luống rau ngò, rau quế được trồng thành liếp, thành hàng. Những đám rau om thì bò tràn ra mặt nước, cứ thấy là tươi non mơn mởn. Rồi mỗi khi tới kỳ thu hoạch, theo bàn tay người nhổ, người lặt, mùi thơm của những thứ rau này cũng nhẹ nhàng và lan tỏa. Trong các giống cây ăn trái thì chuối có thể coi là một giống cây dễ trồng, dễ sống và có nhiều công dụng trong cuộc sống thường ngày của bà con miền Tây. Lá chuối rọc xuống để gói bánh, dây chuối, bẹ chuối có thể đem phơi nắng để dành đan giỗng. Cây chuối non, bắp chuối thì đem nấu canh, trộn gỏi, còn trái chuối thì có thể ăn như một thứ trái cây, như một thứ rau sống trong bữa cơm gia đình, để làm bánh, nấu chè, nấu canh, đủ các kiểu. Mà chuối ở xứ này không chỉ có một loại, mà là nhiều loại, với những buồn chuối và trái chuối có đặc điểm nhận dạng cũng như mùi vị khác nhau, để làm nên sự phong phú cho mùi vị những món ngon quê nhà. Trái chuối xiêm thì mập ú nu, căng khía, nhìn đã con mắt. Giống chuối cao thì trái thon thon nhỏ nhỏ, vỏ trái bóng lưỡng rất đẹp. Chuối già thì trái thon dài, hay đem nấu chấm muối mỡ kho quẹt là hợp rơ lắm. Hay còn có thứ chuối táo quả nữa, trái bự cỡ cánh tay người lớn, để tới chín nấu ăn dẻo và thơm. Và nhớ phải kể tới giống chuối sáp nữa nghen. Thứ chuối này được trồng nhiều ở các vùng nông thôn miền sông nước. Trồng ở trong vườn nhà hay ở dọc đường đi, với sản lượng và chất lượng khó mà chê được. Thân cây chuối thì tròn lẳng và bự chắc, tạo lá chuối cao, không có quằn xệ xuống như chuối xiêm mà vươn thẳng lên trời, nên nhìn tổng quan cây chuối sáp lúc nào cũng thấy cao lớn, vững chãi. Về miền Tây, xuyên qua các con đường, dễ dàng thấy những hàng chuối sáp
được trồng thẳng tắp ở dọc hai bên đường đi, thành một màu xanh mướt, thấy mà mê. Cây chuối tới khi trưởng thành sẽ bắt đầu trổ bắp chuối, rồi kết trái thành buồn. Những trái chuối nhỏ nhỏ nằm sát lại với nhau thành nải, từng nải lại xoay tròn với nhau để thành buồn chuối, nhìn chắc nịch. Chuối sáp có buồn thì xanh mướt đẹp lắm, nhưng cũng có buồn thì bị rầy bu đen hết cả trái. Nhưng mà kệ, dù bề ngoài có đen đúa xấu xí như thế nào cũng không ảnh hưởng tới chất lượng. Trái chuối sáp lúc nào cũng thơm, dẻo quẹo và ngọt ngào bất kể hình thức và sự khen chê của người đời. Những ai rành rẽ về ẩm thực miền Tây, những ai yêu mến mảnh đất này, thì khi chạy ngang qua những con đường quê, bất chợt thấy bụi chuối sáp với buồn chuối chín bói là tự nhiên cứ ngóng mắt nhìn hoài, nhìn xong rồi là chợt thèm. Vì chứ chuối sáp chín làm được nhiều món, tuy quê quê mà ngon tới nức lòng.